Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Hôm nay em làm clip này, tiếp tục giới thiệu và Zalo đến quý vị và các bạn một đôi lo đến từ thương hiệu của Nhật Bản quý vị ha. Hiệu là Hitachi và nó có model là HS500. Đây là một đôi lo nó thuộc dạng huyền thoại của hãng Hitachi. Lo này cấu tạo của nó gồm một bát 20 và một chép còi quý vị nha. Bát 20 cũ từ rất khủng và chép còi cũ từ cũng rất khủng luôn. Thì là bát 20 nhưng mà cái thùng của nó cái thứ rất to như vậy nha. Thì để bước vào xem chi tiết cận cảnh thì em mời quý vị và các bạn xem cái kích thước của nó cùng với em nha. Rồi đây, em đã chuẩn bị thước. Mời quý vị và các bạn cùng xem nha. Chiều ngang của lo này quý vị. Chiều ngang của nó được 36 cm quý vị nha. Chiều ngang 36 cm. Hậu đây. Hậu thì được 34 cm quý vị. Trên lệch 2 phân. Hậu 34 cm. Chiều cao quý vị ha. Chiều cao đây quý vị. Chiều cao thì được 62 cm. Đấy, 34 36 và 62 quý vị ha. Rồi, đấy là các kích thước của lo. Xây cái mặt tiền cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Cái này nó dán quý vị ha. Dán nó đang yếu cho nên là nó rớt, dễ rớt cái căn ra. Đây. Thì đây là mặt tiền của đôi lo Hitachi HS500. Đấy, cấu tạo của nó nhìn rất là pro quý vị ha. Từ thì con rất lớn cho nên là cái mũi nó nhìn hết hồn kia ha. Nguyên sinh nguyên bản của nó là như vậy gì ha. Đây, em kéo thước em đo cho quý vị và các bạn chúng ta xem cụ từ nè. Cụ bát nè. Đường kính được 20 cm hơn quý vị ha. Còn chấp còi thì cái này là chỉ là miếng nhựa đẩy ngoài thôi. Trong là cái còi nhôm to và rất là dài nha quý vị nha. Đấy, và trên đây là cái lỗ thông hơi. Nó làm cái bát nằm dưới đây nhưng mà lỗ thông hơi trên đây. Muốn bát rất là êm nha quý vị nha. Qua tới cái bên đây cũng vậy quý vị nha. Đây là cái chết nhôm. Chấp còi nha. Và đây là cổ bát. Đầu còn zin và rất đẹp nữa đi nha. Đấy. Rồi, để mình xây cho quý vị và các bạn xem bên hông của nó. Đây là mặt tiền bên hông của nó quý vị ha. Đây là thùng nguyên mộc, mình không sẽ bao tút tát gì hết quý vị ha. Thì để mình đi một vòng cho quý vị xem. Tuy nhiên thì theo năm tháng thì nó cũng có chạy chốc chút đỉnh quý vị ha. Đây. Chưa spa, chưa lau chùi gì hết quý vị ha. Để lau dầu xương xương thôi, không có chấp giá gì hết. Đây, nó còn xịt do cắn dặn chị nó có cắn nhẹ nhẹ mấy góc này quý vị ha. Đấy, mình soi chi tiết từng cái luôn quý vị ha. Đây, Hitachi HS500 rất đẹp như vậy nha. Tới phía mặt bên đây đó, thùng thì cũng rất đẹp, gỗ còn rất là liền đạt như vậy nha. Đây là một cái đít của lo bên đây cũng còn khá là đẹp luôn. Đây, qua đây đẹp đi ha. Thì nói chung cái đôi lo này thì về hình thức mấy chục năm mà sản xuất, đôi lo này nó sản xuất cũng cách này cũng mấy chục năm rồi mà hình thức nó còn gì là rất là đẹp rồi cái gì nha. Đó, đây chúng ta soi từ sau cho tới nguyên đít ngoài sau của nó đi ha. Đó, thì cái tình trạng đôi lo này tương đối đẹp, zin nguyên bản và nó test hát tốt. Trần Thảo An Khang xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 14.500.000 đồng quý vị ha. 14.500.000 đồng cho một đôi lo Hitachi HS500, giá quá rẻ và ra và quá tốt so với thị trường quý vị ha. Hàng bán rẻ hơn thị trường là vì lý do là thùng của em không dọn, không spa cho nên là nó đỡ cái chi phí dọn, em đã bớt thẳng trong đó. Quý vị và các bạn này nếu mà thích em đó thì cứ liên hệ với Trần Thảo An Khang, số điện thoại 0902 764 784 quý vị ha. Đấy, đến đây thì em xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian xem hết cái video clip của em. Quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo An Khang mà quý vị chưa đăng ký, quý vị vui lòng nhấn vào đăng ký để cho em xin một lượt đăng ký và ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh Trần Thảo An Khang của em quý vị nha. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.